Người có điểm này đều hưởng phúc báo lúc già. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, trên thế gian này, ai cũng đều mong muốn có một cuộc sống may mắn, thuận lợi, tốt đẹp. Như vậy, bản thân vừa không phải lo cơm ăn, áo mặc, vừa có thể dốc sức giúp đỡ những người cần sự trợ giúp. Nhưng trong cuộc sống, có những người được ưu ái cả đời bình yên, có người lại cả đời vất vả long đong. Cũng có người thời trẻ có thể gặp nhiều trắc trở, nhưng về già thì ngày một phát đạt. Lại có người những tưởng cả đời thuận lợi giàu sang, nhưng đến cuối đời thì lại bị bệnh tật đói khổ bủa vây, chịu cảnh già thê lương cồm cõi. Ai cũng đều hy vọng bản thân có cuộc sống tốt đẹp. Số mệnh của mỗi người tốt hay không đều do bản thân mình mà ra. Muốn có được vận mệnh tốt, bản thân mỗi người phải tự cố gắng đi lên. Thông thường, những người càng về già, phúc càng dày, hưởng trọn sự may mắn thuận lợi trong cuộc sống thì đều có 5 đặc điểm sau đây. Thứ nhất, người có thiện niệm. Không vì tiền tài, địa vị, danh vọng mà tính toán với người, không vì lợi ích mà tổn thương người khác, không dùng thủ đoạn hãm hại người, không tìm cách để giày vò người khác. Hãy đơn giản và đừng tính toán, hãy hiền lành và đừng độc ác, hãy sống chân thành và đừng dối trá. Đối với cha mẹ thì hiếu kính, đối với bạn bè thì chân thành, đối với người bạn đời thì quý trọng, đối với đồng sự thì nhiệt tình. Đối xử tử tế với mọi người xung quanh, quan tâm đến những người thân bên cạnh. Làm gì cũng phải nhìn lại bản thân để tu dưỡng. Bố thí cho người khác thì phải dùng tình thương. Ban thưởng cho người phải dùng nhân ái. Chỉ cần tinh thần lúc nào cũng vui vẻ thì phúc lộc cũng luôn bên mình. Tăng Tử nói, người trong lòng còn có thị niệm, cho dù phúc báo còn chưa đến, nhưng tai họa thì đã rời xa. Thực ra, phúc báo của mỗi người không phải do người khác, cũng không phải ở một nơi nào đó, mà chính là ở sự tu hành của bản thân mình. Trong sách Cảnh Thế Thông Ngôn có ghi lại một câu chuyện nhỏ như sau. Vào thời cổ đại, ở phía đông thành Vô Tích, có hai vợ chồng nhà Lữ Ngọc. Hai người có một cậu con trai duy nhất tên là Hỷ Nhi. Lúc Hỷ Nhi vừa được 3-4 tuổi, khi đi xem hội đèn lồng thì bị bọn buôn người bắt cóc. Tìm kiếm khắp nơi, hai vợ chồng cũng không thể tìm thấy con. Đành tìm tới một nhà giàu có vay tiền rồi đi tìm con tiếp. Đoạn đường này, núi cao, nước sâu, lộ phí lại có hạn. Lữ Ngọc đành phải buôn bán một chút ở ven đường để kiếm thêm lộ phí, thật vô cùng gian nan. Đến một ngày đang đi đường thì nhặt được một bao vải màu xanh, bên trong có chứa hàng trăm lượng bạc. Lữ Ngọc mặc dù nghèo khó nhưng biết rằng tiền tài bất nghĩa không thể lấy, liền đứng ở đó để chờ đợi. Cuối cùng số bạc đó cũng được trả về cho chủ nhân. Người mất của vô cùng cảm kích, nhiệt tình mời Lữ Ngọc đến nhà ông ta làm khách. Khoản đãi rượu quý cơm ngon, còn muốn tặng thêm một chút tiền để tạ ơn nữa. Lúc này, Lữ Ngọc đương nhiên không chịu nhận. Người mất của thấy nhân phẩm của anh ta thật đáng ngưỡng mộ, liền hỏi anh ta có con trai không, muốn cho kết đôi với con gái của mình để làm thông gia. Nhắc tới chuyện thương tâm, Lữ Ngọc xúc động, liền đem chuyện con nhỏ bị lạc đường, rồi phải ra ngoài tìm con như thế nào, kể chi tiết cho người kia biết. Người mất của cũng đồng cảm, liền muốn giao một đứa bé đang làm sai vặt trong nhà cho Lữ Ngọc để làm con nuôi phụng dưỡng sau này. Ông trời đã có mắt, thì ra đứa bé sai vặt mà người mất của giao cho Lữ Ngọc lại chính là Hỷ Nhi. Câu chuyện kết thúc có hậu. Hỷ Nhi cùng con gái của người mất của đã ký kết hôn ước.
sau khi hai người ấy kết hôn, con cái của họ cũng đều thành đạt. Quý vị thân mến, sống thiện tâm, làm việc thiện không chỉ giúp cho bản thân, giúp cho gia đình thịnh vượng, cuộc sống về già bình an, mà còn tạo phúc cho con cháu đời sau. Đó chính là trong tâm chứa thiện niệm, tất sẽ được ông trời phù hộ, lòng mang chân thành phúc báo sẽ tự đến. Rồi vào một ngày nào đó, chính sự giúp đỡ thiện ý không vụ lợi sẽ mang đến một món quà hay thậm chí là một chiếc phao cứu sinh đầy bất ngờ và ý nghĩa với chính chúng ta. Thứ hai, người có tấm lòng rộng lượng. Trên đời này có 10 chuyện thì có đến 8-9 chuyện là không như ý. Nếu không thể khiến lòng mình khoan thai nhẹ nhõm thì mỗi ngày trôi qua chỉ toàn nỗi dày vò. Người hay tính toán chi li nhỏ mọn, khi phải nhìn nhận một người, một việc đều sẽ rất thiển cận. Đó là đang tự hạn chế tầm nhìn của bản thân. Cho dù mệnh có tốt cũng khó mà thành tài. Người có tấm lòng độ lượng, trạng thái tâm lý cũng tự nhiên sẽ tốt hơn. Điều này cũng giúp họ có thêm năng lượng để xử lý những chuyện quan trọng hơn. Ngoài ra, mối nhân duyên của những người có tấm lòng rộng lượng đều khá tốt, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với người khác. Nhờ đó có thể tích lũy thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Vì sao những người có tấm lòng rộng lượng càng về già lại càng hưởng phúc dày? Là bởi vì những người đó thường có cách sống khá thoải mái. Họ luôn sẵn lòng dành thời gian, tài sản và khả năng của mình để đóng góp cho xã hội, để giúp đỡ cho người khác. Họ có lối sống cởi mở và luôn rộng mở để chào đón mọi thứ và để cảm nhận được những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Bằng việc tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng, giản đơn, họ nhận được những cảm xúc tích cực, hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Người khoan dung rộng lượng dựa vào cái tâm chân chính của mình để sống, nhẹ nhàng chấp nhận những khó khăn, bế tắc để từ đó từng bước vượt qua. Người rộng lượng khoan dung không đặt nhiều suy nghĩ vào việc sân si hơn thua người khác. Họ sống một cách tự do, tâm trí không bị vật chất ham muốn ràng buộc. Cho nên càng về già, họ càng hưởng phúc quý và tự do. Thứ ba, biết buông bỏ và nghĩ thoáng. Nhà tâm lý học Bas van der Kolk từng kể câu chuyện về một nhân viên cứu hộ bể bơi 23 tuổi tên là David. Một ngày nọ, khi thấy nhóm thanh thiếu niên đang uống rượu và đánh nhau trong hồ bơi, David đã bước tới can ngăn. Không may là đám thanh niên kia, thay vì nghe lời cảnh báo, lại quay sang tấn công anh. Trong cuộc hỗn chiến, David bị một thanh niên dùng chai rượu vỡ đâm vào mắt trái. Bên mắt ấy từ đó dần mất đi ánh sáng. Suốt 30 năm, David vẫn không ngừng nghĩ về biến cố năm ấy. Anh thậm chí có thể nhớ rõ từng chi tiết ngày hôm đó, về những hình ảnh, âm thanh cũng như suy nghĩ trong mình. Dưới sự dày vò của quá khứ, David dần không kiểm soát được cảm xúc của mình, thường xuyên trút giận lên vợ và con cái. Nhà tâm lý học cho rằng, không phải vết đâm vào mắt trái khiến cuộc sống của David xuống dốc, mà là sự việc ấy anh không bao giờ chịu buông bỏ. Ai cũng vậy, cuộc đời sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã, gặp phải ngáng trở trên đường đi. Mãi nhìn về quá khứ chỉ khiến chúng động lại sâu hơn trong tâm trí bạn và hiện tại trở nên bộn bề. Có một câu ngạn ngữ phương Tây rằng, đừng bao giờ khóc vì một ly sữa bị đổ. Quá khứ là điều đã qua, tốt hay xấu thì việc níu kéo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đừng đắm chìm vào những điều không vui, những cảm xúc tiêu cực hay mãi hối tiếc khi nhìn về quá khứ. Học cách buông bỏ những điều đã qua, hướng về tương lai phía trước là cách để bạn có một tương lai tuổi già tốt đẹp. Cuộc sống
vốn không dễ dàng gì, và mỗi vật cản là một bài thử thách khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta, cũng như thái độ ta đối mặt với chúng. Mãi đắm chìm trong quá khứ một cách mù quáng, hay đắm chìm trong những bực tức thù hằn, sẽ chỉ khiến bạn bị quá khứ và những cảm xúc tiêu cực ấy trói buộc. Chỉ khi biết bỏ lại nỗi đau, quên đi nỗi bất hạnh của quá khứ, dốc hết sức để nắm bắt hiện tại, tương lai mới có thể tốt đẹp hơn. Bởi ý nghĩa thực sự của hạnh phúc nằm ở chỗ bạn nỗ lực hết mình để tiến về phía trước, và sự khôn ngoan của cuộc sống nằm ở chỗ bạn nhìn về phía trước mà không bị phân tâm. Bạn càng biết cách buông bỏ để tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ càng ở gần bạn và đau khổ sẽ càng lùi về phía sau. Thứ tư, người biết kiên trì và nỗ lực. Cuộc đời ông chủ gà rán KFC Harlan Sanders là câu chuyện truyền cảm hứng cho cả thế giới về bài học mà ông đã dành cả đời để khẳng định. Chỉ có kiên trì, nỗ lực mới có thể thành công. Vốn xuất thân từ một gia đình nghèo, mồ côi cha từ bé, ông phải làm nhiều việc để kiếm sống, như giúp việc ở trang trại, lái tàu, lính cứu hỏa, bán bảo hiểm. Và phải sau 1009 lần bị từ chối, ông mới nhận được cái gật đầu tiên. Khởi nghiệp từ lúc 65 tuổi, cứ kiên trì như vậy, đến năm 1974, ông đã có tới hơn 600 cửa hàng nhượng quyền kinh doanh gà rán thương hiệu của mình. Quả thực, trên đời này có hai điều cực kỳ quý giá, chính là sự nỗ lực và lòng kiên trì. Rất nhiều người cảm thấy hai điều này khó thực hiện, cũng giống như khi triết gia người Hy Lạp Socrates bảo các học trò của mình làm bài tập xoay cánh tay 300 lần mỗi ngày. Cả lớp đều cảm thấy cực kỳ đơn giản. Nhưng đến cuối cùng, người có thể kiên trì đến cùng chỉ có một người. Người có thể kiên nhẫn không ngừng vượt khó, nỗ lực khắc phục khó khăn mới có thể giành được sự ưu ái của thần may mắn, nắm bắt được nhiều cơ hội cũng như được đi xa hơn, cao hơn. Chỉ có kiên trì và không ngừng nỗ lực, bạn mới có một tương lai tuổi già an nhàn và sung sướng. Thứ năm, người vô tư. Con người luôn có những tư lợi. Nhiều khi tư lợi một chút là chuyện rất đỗi bình thường. Dù là dân thường, bé nhỏ hay là quý tộc cao sang cũng đều có lập trường và sự kiên trì không giống nhau. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần có thể đồng cảm, suy nghĩ vì người khác trước, không làm chuyện tổn hại đến người, tránh làm việc trái lương tâm, thì mới có thể giảm bớt tạo nghiệp, tích được nhiều phúc đức. Về sau, phúc báo sẽ tự tìm tới chúng ta. Thưa quý vị, phúc hay họa của một người đều từ tâm mà sinh ra, đều từ tâm mà diện. Cho nên, càng nhiều tuổi, chúng ta càng phải biết tu tâm cho tốt, để tuổi già hưởng phúc. Khỏe mạnh là phúc, tuổi trung niên nên nhớ, không có sức khỏe sẽ chẳng thể hưởng phúc tuổi già, thậm chí còn trở thành gánh nặng của con cái. Thế nên, tuổi trung niên không cần quá nhiều tiền bạc, trở thành ông to bà lớn, mà chỉ cần đủ tiền, lòng trong trí sáng, không thẹn với lòng là đủ. Tuổi trẻ hãy biết giữ gìn sức khỏe của mình, đừng lao vào kiếm tiền quá sức, cũng như nhấn chìm bản thân vào những cuộc vui vô bổ. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có gì cả. Gia đình ổn định là phúc, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình hòa thuận, yên ấm là cái gốc làm nên phong thủy tốt, không sợ hãi bão giông. Tuổi trung niên, nếu cha mẹ còn sống thì nên báo hiếu, đừng quá chú tâm vào sự nghiệp. Bận rộn quá mức mà lãng quên cha mẹ, đối xử lạnh nhạt, thậm chí là tệ bạc. Hãy nhớ rằng, gieo nhân nào gặt quả nấy. Hôm nay, bạn đối xử với cha mẹ ra sao? Sau này, con cái sẽ đối xử với bạn như vậy. Bình yên là phúc. Tuổi trung niên nên nhớ,
hạnh phúc thực sự xuất phát từ sự bình yên trong tâm hồn. Gieo niệm ác, lời nói độc địa, sân si tị nạnh sẽ bị trói chặt trong phiền não. Sống lương thiện, dù vất vả thế nào cũng luôn sẽ có một bến đỗ bình yên. Quý vị thân mến, sau những năm tháng vất vả ngược xuôi, khi còn trẻ, chúng ta trải qua những va chạm và mất mát lớn nhỏ khác nhau. Một ngày, chúng ta thấy mình đã đến tuổi già. An hưởng tuổi già thực ra là một việc rất khó. Không phải ai cũng có được tuổi già bình yên, lúc nào cũng tiếc nuối, đủ thứ rắc rối, tiền bạc, cô đơn, bệnh tật đều khiến chúng ta lo lắng, bất an. Tuy nhiên, nếu bạn biết tu tâm, dưỡng tính, nếu bạn thuộc năm kiểu người như trên, chắc chắn càng có tuổi, phúc lộc của bạn càng sâu dài và cuộc đời sẽ gặp được nhiều may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.